Hi, I have a crush on you. Hi crush, I crush you. Hi, I like you. Tại vì thực sự là đồng ý là bạn crush mình, nhưng mà đâu có nghĩa là mình muốn làm cái gì đó với bạn. Nên họ nghĩ là cách tốt nhất á là nên like và comment trước. Mình có những cái conversation, là những cái cuộc đối thoại nhiều hơn ở trên social media. Chứ nếu mà tự nhiên cái đùng một cái bạn thích ai quá, bạn nhào vô, bạn message liền á, thì tự nhiên là mình lại bị sổ sàng. Và có biết đâu nhiều người crush lại không thích điều đó. Hello hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào. Và hôm nay nội dung chính của tập này đó chính là crush. Một nội dung có thể rất là nhạy cảm nhưng cũng có thể rất là vui để nói về. Vì bữa giờ Hào ở nhà và on Instagram rất là nhiều, cũng như là YouTube, Facebook, thì chợt nhận ra rằng thực sự mình đang follow rất là nhiều người. Và hầu như là ngày nào mình cũng muốn xem rằng họ có những gì để mà post hay không, họ đang làm gì ở trên Instagram Stories hoặc là Facebook. Vậy thì crush là gì? Crush là một cảm giác mà mình thích một ai đó, là một dạng năng lượng được tạo ra mà không mất đi, được chuyển từ người này đến người khác. Các bạn có thể crush một ai đó qua YouTube, các bạn có thể crush một ai đó qua Instagram, qua Facebook, qua hình ảnh. Các bạn có thể crush bạn của bạn, bạn có thể crush bạn của bạn của bạn của bạn. Nếu mà các bạn thử suy nghĩ đi, nếu như mình crush một ai đó thì tự nhiên á, mọi năng lượng và mọi tư duy của mình thường thì sẽ tập trung vào người đó. Mình sẽ vào Facebook người đó nhiều hơn, mình sẽ vào Instagram nhiều hơn, mình sẽ xem người đó làm cái gì, mình sẽ xem stories của họ thường xuyên hơn. Những ai được có crush? Tất cả mọi người chúng ta đều được quyền có crush. Họ nghĩ rằng đó là một cái điều không giới hạn. Tại vì crush ở đây không có nghĩ dừng lại là chỉ mê một ai đó, mà crush ở đây còn được có thể được định dạng một điều là sự yêu một cái đẹp. Ví dụ như là bạn thích những con người mẫu quốc tế bởi vì họ rất là đẹp và elegant, những make up của họ rất là on point, những kiểu tóc là những bộ trang phục của họ. Và mỗi lần mà bạn thấy họ bước trên một sàn catwalk nào đó, bạn rất là thích. Và nhiều hơn thế nữa đó, thì mình còn crush thú vật nè, thì đó cũng thuộc dạng một là hàng crush. Làm sao để mình biết mình có đang crush một ai đó hay không? Rất là dễ các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là tim mình sẽ đập rất là nhanh khi mình thấy hình của họ. Mình rất là thích like những cái post của họ, mình muốn xem stories của họ mỗi ngày và muốn biết là họ đang làm gì mỗi ngày mỗi giờ. Và nhiều hơn thế nữa thì mình sẽ chuyển trạng thái crush thành một trạng thái thích. Và sau đó, sau khi thích thì mình lại muốn tìm hiểu và làm quen người đó. Nhưng mà có rất là nhiều loại crush các bạn ạ. Ví dụ như Hào là một loại crush là Hào có rất là nhiều crush. This is like a bad thing. Rất là, điều này rất là không phải là một điều gì đó ghê gớm để nói. Nhưng mà thật sự là Hào rất là yêu cái đẹp. Nên là thường là những người mà đẹp thì Hào rất là thích. Thế nên các bạn thấy mà các bạn, nếu mà follow Instagram của họ, các bạn thấy mà mình follow rất là nhiều người đẹp 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 đẹp. Nhưng mà không phải là họ không follow những người mà không đẹp hay là không được đẹp nha. Họ follow những người rất là có tài, hoặc là họ nói chuyện rất là duyên, hoặc là họ chụp hình rất là đẹp nữa. Nên có nhiều dạng crush, tùy thuộc vào bạn crush người như thế nào và cái type của bạn crush ra sao. Thì bây giờ crush không thôi cũng chưa đủ đúng không? Thì dĩ nhiên là mình muốn cái người mà mình crush á, nói chuyện với mình nè, hoặc là tạo một mối quan hệ bạn bè. Không, nếu mà không đi đến đâu được thì chúng là những người bạn thôi. Thì làm sao mà mình có thể lấy được cái sự chú ý của người đó? Thì họ nghĩ họ có một vài cách để chỉ các bạn nhé. Điều mà dễ dàng nhất đó chính là bạn nên follow người đó, bạn nên add Facebook hoặc social media của người đó. Nhớ một điều là đừng có private message liền nếu như bạn rất là thích người đó. Bởi vì mình phải tạo mối quan hệ thật là chậm rãi, rồi từ từ khi mà mình biết nhau nhiều hơn thì đó, mình private message sẽ có một cái hiệu quả tốt hơn. Trước mắt thì Hào nghĩ các bạn nên like hoặc là comment trên những cái post của họ, tạo một cái cuộc nói chuyện rất là đơn giản. Thì cái độ mà like và comment của bạn càng nhiều á, thì crush của bạn sẽ để ý tới bạn càng nhiều. Khi bạn đã bắt đầu tạo một cuộc nói chuyện hầu như là hàng ngày với họ ở trên Facebook và Instagram, thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội và nhiều khả năng hơn để có thể private message và có thêm nhiều cuộc nói chuyện hơn nữa. Rồi nếu như mà các bạn mà private message
crush xong á là mà họ trả lời mình á, nhớ là đừng có nhảy vào rồi qua 1000 câu hỏi lên rồi bắt buộc người ta phải trả lời mình. Nhớ là đây chỉ là một bước đầu để mà tiến tới làm sao mà làm quen với người đó. Sau đó đó thì mình hãy tiếp tục nói chuyện, hầu như là giữ một cuộc nói chuyện hàng ngày rất là bình thường, nhưng mà đừng có dài quá, cũng đừng có ngắn quá, đủ thông tin, đủ chi tiết, làm sao để mà họ có nghĩ là ồ, đây là một người bạn mình muốn kết bạn và tạo mối quan hệ. Bước tiếp theo đó sẽ là mời crush đi chơi. Hầu nghĩ đây là một cái rất là quan trọng, để một bước chuyển bướng rất là quan trọng. Các bạn không muốn làm nó thật là sổ sàng hoặc là thật là nhanh chóng và gọn lẹ, các bạn phải dành một thời gian thật là dài để tìm hiểu người này, nói chuyện. Nếu như các bạn biết được rằng ồ, mình chắc chắn sẽ có cơ hội thì hãy mời họ đi chơi. Còn nếu như mà các bạn chỉ nghĩ đây là một người bạn thôi thì hãy giữ ở mức bạn bè ở trên mạng và đừng có nóng vội mà đi gặp mặt nhau nhé. Bởi vì khi mà đi gặp mặt nhau thì bạn sẽ có nhiều tình huống khó khăn xảy ra mà bạn không lường trước được. Những cách mà hẹn hò với crush á thì đầu tiên chúng ta nên nghĩ rất là đơn giản, là đừng mà nghĩ là một cái date thật là rần rần hoặc là một cái buổi tối mà lãng mạn, romantic. Họ nghĩ là chúng ta sẽ nên bắt đầu hẹn crush như là đi uống cà phê hoặc là uống trà hoặc là đi dạo hay là chạy bộ. Họ nghĩ là những cái activities, những cái hoạt động mà cho hai người có những cái tương tác với nhau nhiều á, thì đó là một cái điều tốt nhất nên bắt đầu để mà hẹn hò với crush. Thì khi đó cái mối quan hệ nó sẽ tự nhiên hơn. Nhưng mà nhớ đó là cái lần đầu tiên mà gặp mặt hay là đi chơi ấy, đừng có vội nói là mình thích họ. Các bạn phải giữ nó càng ở mức bình thường bạn bè càng tốt, nuôi cảm xúc cho nhau rất là tự nhiên ở mức đó. Nên đừng vội mà nói rằng ô, mình thích bạn, thì tự nhiên vô tình mình lại làm cho người ta sợ mình và người ta chạy mình. Nên hãy từ từ nhé, hãy tìm hiểu nhau trước đã. Một điều rất là quan trọng sau khi mà gặp nhau ngày đầu tiên á, đó là học ở bên này với những cái buổi mà dating hoặc là chỉ là gặp mặt thôi á, thì khi mà về á, khi về đến nhà, bạn nhớ nhắn tin cho crush của mình một cái và nói rằng cảm ơn cho thời gian các bạn ngày hôm nay, hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau vào những cuộc gặp tiếp theo, hoặc là hy vọng rằng sẽ gặp bạn nhiều lần nữa, bla 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 gì đó. Thì các bạn nhớ là nếu mà người ta reply lại á, thì có nghĩa là ồ, thì ra người ta cũng rất là muốn dành thời gian và nói chuyện, đi chơi với mình. Sau đó là các bạn phải nhớ là phải giữ rất là bình tĩnh, vì không chúng ta không thể nào mà tấn công dồn dập được hết. Bởi vì hiện tại là mình chưa biết là crush của mình có thích mình hay không, hoặc là mình có thể đi đến đâu xa hơn hay không. Nên khai giật bình tĩnh và kiếm nó như lần vừa rồi, là phải giữ ở mức bạn bè. Mặc dù là trong tim mình đã rất là rộn ràng và xuyến xa, là mình oh my god, he's attacked mình back, hay là she đã rất là đi chơi với mình như thế nào đó, thì các bạn phải nhớ là phải giữ bình tĩnh nhé. Và chúng ta phải plan vào bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì, cũng như là cái cuộc gặp mặt tiếp theo sẽ ở đâu. Mà nhớ là đừng có rủ đi xem phim, hay là rủ đi xem kịch, hay là đi làm cái gì mà các bạn không có thể mà tương tác được với nhau. Những cái gì mà có thể xảy ra được đơn giản nhất, những cái sự tương tác giữa hai người tuyệt đối nhất, thì các bạn nên plan vào cái thời điểm gặp mặt đó. Thì về bước cuối cùng đó chính là tỏ tình, nhưng mà các bạn phải chắc 100% là crush của mình thích mình. Chứ nếu như các bạn tỏ tình mà khi mà mình chỉ nói đại thôi rồi crush mình bị quê rồi làm sao. Mặc dù có nhiều người nói là nếu mình thích ai đó thì mình có cảm giác về đó phải cho người ta biết, nhưng mà các bạn cái điều đó không quan trọng, mình biết là đủ rồi. Nên khi mình tỏ tình mà phải biết chắc được là nói ra là phải trúng. Nên các bạn phải có những cái bước và những cái plan thật là hoàn hảo để làm sao crush của mình crush mình. Và những chia sẻ về crush của Hào đến đây là hết rồi. Hy vọng là những sự chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn có thêm một chút tự tin, cũng như là plan những cái kế hoạch của mình làm sao cho crush mình thật là trọn vẹn nhé. Yêu thích YouTube này đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên để lại những comment cho Hào cách mà bạn tán tỉnh crush của mình như thế nào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.